Khán giả đã bị cấm tới xem Olympic sau khi Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19. Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra không có khán giả sau khi đợt bùng phát Covid-19 mới đã buộc Nhật phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và sẽ kéo dài trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao này. Dù đây là bước đi được nhiều người đoán trước, động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn. Chỉ vài tuần trước đó, thì các nhà tổ chức cho biết họ muốn tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu này với một số lượng khán giả hạn chế. Chủ tịch Tokyo Shiko Hashimoto nói sau cuộc hội đàm giữa các quan chức chính phủ, ban tổ chức Tokyo và đại diện Ủy ban Olympics và Paralympics dành cho người khuyết tật rằng thật đáng tiếc mà họ phải tổ chức Thế vận hội với hình thức rất hạn chế trong khi đối mặt với sự lây lan của Covid-19. Và họ xin lỗi những người đã mua vé và tất cả mọi người ở các địa phương. 4 nghi can ám sát Tổng thống Hadi đã bị hạ sát và 2 người đã bị bắt giữ. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới ngày hôm nay cho biết, tại cuộc họp báo vào tối thứ Tư 7 tháng 7 vừa qua, thì Giám đốc Cảnh Quốc gia Haiti đã cho biết 4 người bị tình nghi trong vụ ám sát Tổng thống Haiti là Jovenel Moïse đã bị cảnh sát hạ sát trong một cuộc đấu súng. 2 nghi can khác đã bị bắt giữ. Thông tin về vụ bắt giữ người nghi là kẻ ám sát Tổng thống Moïse được Quốc vụ Khanh tại Bộ Thông tin Haiti là ông Frank Accentus thông báo trên Twitter. Đại sứ của Haiti tại Mỹ là Botic Edmund cũng khẳng định rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi những tay súng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Sau khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát, thì Haiti chưa thể xác định vị Tổng thống tiếp theo sẽ lên kế vị là ai. Do chánh án của tòa tối cao, người có thể kế nhiệm ông Moïse đã qua đời vì mắc Covid-19. CNN dẫn lời của ông John Wilner Morin, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán của Haiti cho biết chưa rõ ai sẽ làm người kế nhiệm Tổng thống Moïse. Cựu Tổng thống Trump đã kiện Facebook, Twitter và YouTube. Cựu Tổng thống Donald Trump đã khởi kiện các hãng Facebook, Twitter và YouTube vì cho rằng các hãng này đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông bằng các hành động kiểm duyệt bất hợp pháp và vi hiến. Cựu Tổng thống Trump bị khóa tài khoản trên Twitter và Facebook sau khi đám đông ủng hộ ông tràn vào tòa nhà Quốc hội và gây ra vụ tấn công chết người ngày 6 tháng Giêng của năm nay. Các hãng công nghệ nói rằng việc khóa tài khoản của Tổng thống là cần thiết vì ông có thể sẽ khuyến khích thêm các vụ bạo động khác. Trong đơn kiện nộp tại tòa liên bang ở quận Nam Florida, Tổng thống Trump yêu cầu tòa án hủy điều 230 trong luật truyền thông công chính, vốn bảo vệ các mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng trên trang web của họ. Ngoài ra, cựu Tổng thống cũng yêu cầu tòa án khôi phục chương mục của ông trên Twitter, Facebook và kênh truyền hình của ông là trên YouTube. Bản tin nối tiếp cho biết, sau khi đánh vào Florida, bão Elsa đã gây mưa lớn ở Georgia và South Carolina. Vào sáng thứ Tư ngày 7 tháng 7, bão nhiệt đới Elsa đã đánh vào bờ biển tại phía bắc Florida, làm một người bị thiệt mạng nhưng đã không gây thiệt hại nặng. Người dân Florida chỉ gặp mưa lớn và ngập lụt nhẹ. Sau khi vào Florida, thì cơn bão có sức gió đến 45 dặm một giờ này gây mưa lớn dẫn đến ngập lụt ở hai tiểu bang là Georgia và North Carolina. Elsa đã trở thành cơn bão cấp 1 vào thứ Ba nhưng đã bị hạ cấp vào sang thứ Tư. Khi cơn bão đã suy yếu, các cảnh báo về bão vẫn được áp dụng cho hơn 4 triệu người. Hơn 12 triệu người tại ba tiểu bang Georgia, North và South Carolina đang được cảnh báo bão nhiệt đới. Cảnh báo về lũ lụt cũng được ban hành tại vịnh Altamaha, ngay phía bắc Brunswick cho đến Little River Inlet, biên giới của hai tiểu bang Carolina.